Thưa quý thính giả, hôm nay ngày 30 tháng 6, lễ các thánh tử đạo tiên khởi Roma. Đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe về câu chuyện các thánh tử đạo tiên khởi Roma qua giọng đọc của Maria Kim Thúy. Hôm nay Hội Thánh mừng kính toàn thể các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Roma. Các ngài là nạn nhân của bạo chúa Nero. Lệnh bách hại được ban hành tiếp ngay sau vụ cháy ngày 18 tháng 7 năm 64. Không hiểu đâu là nguyên nhân của tai họa khủng khiếp lan rộng tới biên Thùy, Đa Latin và Seleucus. Một vụ hỏa hoạn kinh khiếp, tiếp theo là một cuộc bách hại người Công giáo hết sức tàn nhẫn dã man. Có thể nói là có 102 trong lịch sử. Số là đêm 18 tháng 7 năm 64, cả kinh thành Roma bỗng bốc cháy và kéo dài suốt 6 ngày 7 đêm. Thật là một tai họa khủng khiếp, gây tổn thất nặng nề. Không ai biết được nguyên nhân của vụ cháy, nhưng bạo chúa Nero quy trách nhiệm cho người Công giáo, phần lớn là nô lệ, những nô lệ đã được giải phóng và những kiều bào ngoại quốc, để ông ta có cớ sát hại những người tin theo Chúa. Cuộc đàn áp thật bất công và tàn bạo. Các nạn nhân bị bắt làm mồi cho thú dữ sâu xé hay bị thiêu đốt như những ngọn đuốc sống. Thảm cảnh gây bất mãn đối với cả các lương dân. Đinh ninh khi giết hại các tín hữu Kitô, ông ta sẽ tiêu diệt được đạo Chúa. Nhưng vô tình, ông đã giúp phát triển và củng cố hội Thánh Chúa bằng gương trung kiên với đức tin. Và nhất là dòng máu các thánh tử đạo là hạt giống trổ sinh thêm người theo đạo. Sử gia ngoại giáo La Mã tên là Tacitus đã chép lại cuộc bách hại kinh khủng này như sau. Để tránh tiếng cho rằng mình đã đốt thành Roma, hoàng đế Nero trút tội lên đầu người Kitô hữu là đồ đệ của Chúa Giêsu, là kẻ đã bị tổng trấn phong Sio Philato hành hình dưới thời hoàng đế Tiberio. Người ta bắt giết những người Kitô hữu này một cách dã man. Người ta biến các tử tội này thành trò chơi mua vui cho mọi người bằng cách quăng họ vào cho thú dữ phanh thây, chà đạp, xé xác hoặc đóng đinh vào thập tự hay tẩm dầu đốt cháy như những ngọn đuốc vào trong đêm tối. Chính Nero chứng kiến những cuộc sát hại này mà ông gọi là trò tiêu khiển cho dân thành. Và ông ta còn cho lập nhiều hí trường và hành hạ người có đạo. Số người bị bắt giết để làm trò mua vui thật là vô số kể. Đó là các vị anh hùng tự đạo tiên khởi của giáo đoàn Roma mà chúng ta mừng kính hôm nay. Và Thánh giáo hoàng Clemente thứ nhất đã nói đến trong thư gửi người Corinto. Sau những bậc đã sống thánh thiện như vậy, còn có đông đảo những người khác được Chúa chọn. Và vì người ta hăng say ghen ghét, cũng đã phải chịu cực hình để gương sáng lại cho chúng ta. Vì người ta hăng say ghen ghét mà các bà Danaida và Dixia đã bị bắt, bị ra hình dữ tợn và đã vững lòng chạy hết con đường đức tin và lãnh nhận phần thưởng cao cả, mặc dầu thân thể yếu đuối. Vì người ta ghen ghét mà vợ phải xa chồng và phải đổi câu của tổ phụ A Dòng nói xưa, đây là xương bởi xương tôi và thịt bởi thịt tôi. Vì người ta hăng say ghen ghét mà nhiều đô thị đã sụp đổ và nhiều dân tộc đã tan hoang. Anh em thân mến, chúng tôi viết cho anh em như vậy không phải chỉ để khuyên bảo anh em, nhưng còn để tự cảnh giác mình nữa, vì chúng tôi cũng đang ở trong đấu trường, cũng phải đương đầu cùng một trận chiến. Thế nên chúng ta phải bỏ những ưu tư vô ích và trả giá, và hãy xem điều gì là mỹ, là thiện, là hảo ở trước mặt đấng dựng nên ta. Hãy chăm chú nhìn vào máu Đức Kitô và xem máu đó quý hóa thế nào ở trước mặt Thiên Chúa. Giáo hội đã muốn dành ngày hôm nay, ngay sau lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, để kính nhớ con số đông đảo các vị thánh tử đạo tiên khởi của hội thánh Roma như những bông hoa đầu mùa mà dâng lên Chúa. Các ngài cũng là những nền tảng xây dựng giáo hội bằng gương trung kiên với đức tin, bằng chính dòng máu làm cho hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái. Thank you.
giờ thì đánh tới nơi, hội trường nhục nhã. Các con đi họ đều ra vượt trước thế gian, thì đừng lo nghĩ các con phải đổi thế nào. Các con sẽ được dạy cho phải đổi đáp sao, vì chính khi ấy Thánh Linh ở trong con đó. Đổi cho con rồi này con chớ lắng lo chi, và ai bên đó Chúa sẽ cứu độ xót thương. Chiều biển hạnh phúc Chúa ban dặn lời qua xa, hầu con tiếp bước sáng tươi tới chiều trời cao. Từ nay hương phúc sức vui để đến bên Chúa. Lòng theo Chúa, đớn đau khôn cùng tình yêu luôn mãi sắt son. Vì tình nơi Chúa, Chúa ơi, dù thương đôi nhìn, nắng mai lên rồi khổ đau dài khó sẽ qua. Chiều thiên công chính sẽ ban tặng ai chúng tin, tiếng muôn thiên thần hò reo trong ánh cao quang. Ngàn muôn vị thánh tiến lên chung lời hát. Nguyện lên nhân chứng đức tin giữa đời Chúa ơi.